việc cài đặt các phần mềm thì chúng ta có thể nhấn vào nút Store giống hình cái vali. Thì đây là cái kho phần mềm của Microsoft, và bạn có thể nhìn thấy ở đây rất nhiều các cái phần mềm ứng dụng mà miễn phí chúng ta có thể tải về. Đấy. Ngoài các phần mềm ứng dụng thì chúng ta có thể tải về game, âm nhạc, phim ảnh vân vân. Ví dụ ở đây tôi đang tìm một cái phần mềm ứng dụng thì tôi nhấn vào Apps, sau đó chọn Search. Tôi muốn tìm một phần mềm về chỉnh sửa ảnh, tôi nhập vào từ khóa là photo. Đấy. Sau đó thì một loạt các cái phần mềm ứng dụng được liệt kê thì tôi chọn cái đầu tiên. Thì đây chính là cái tên của phần mềm. Đấy. Một số các cái thông tin về phần mềm và đánh giá của người dùng về phần mềm này. Đấy, các bạn nên đọc kỹ để biết được các tính năng, các đánh giá của người sử dụng trước khi cài đặt. Để cài đặt, chúng ta nhấn nút Install và chờ đợi quá trình download cũng như là cài đặt. Sau khi cài đặt xong, chúng ta nhấn nút Open để mở chương trình ứng dụng. Như các bạn quan sát trên màn hình, phần mềm đã được mở và tôi có thể đọc sơ bộ về các tính năng chính trên phần mềm này. Tiếp đó, tôi có thể bắt đầu sử dụng. Ở trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng tính năng đặt hai cửa sổ cạnh nhau để dễ dàng tương tác giữa hai ứng dụng. Trên màn hình, tôi có một file Word và một file PowerPoint. Nhiệm vụ của tôi là copy các dữ liệu từ file Word sang file PowerPoint. Thế thì tôi phải chuyển đổi liên tục giữa hai cửa sổ Word và PowerPoint như trên màn hình. Đấy, làm như thế này thì rất bất tiện. Thế làm thế nào để giải quyết việc này? Thì các bạn hãy quan sát màn hình. Tôi kéo và đẩy màn hình PowerPoint vào một cái cạnh của màn hình desktop. Đấy, bất kỳ cạnh nào bên trái hoặc bên phải. Thế lập tức là màn hình PowerPoint chiếm một nửa màn hình desktop. Đấy. Và còn một nửa còn lại, tôi có thể chọn một cái chương trình mà tôi muốn hiển thị. Đấy, các bạn quan sát cách thức tôi làm. Đấy. Thế bây giờ tôi chọn nút file màn hình Word. Như vậy, hai chương trình Word và PowerPoint nằm song song cạnh nhau. Và tôi có thể copy và paste các dữ liệu từ Word sang Excel, sang PowerPoint rất đơn giản. Đấy, thế đây chính là tính năng mà sắp xếp hai cửa sổ cạnh nhau để thuận tiện cho việc tương tác giữa các chương trình ứng dụng. Đó. Thế để mà gộp nhóm các chương trình ứng dụng thì đầu tiên các bạn nhấn phím Alt Tab. Như bạn nhìn trên màn hình, tôi có nhiều chương trình ứng dụng đang chạy trên màn hình desktop, bao gồm là hai chương trình Word và PowerPoint là chương trình làm việc, và hai chương trình giải trí đó là nghe nhạc và chat Sky. Đấy, thì bây giờ làm thế nào để gộp nhóm hai chương trình làm việc vào một màn hình desktop và chương trình giải trí vào một màn hình riêng? Đấy, thì bây giờ chúng ta hãy quan sát cách làm. Đầu tiên chúng ta nhấn vào nút Text View. Thế thì các chương trình ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình. Sau đó tôi chọn vào chương trình nghe nhạc và chọn Move to New Desktop. Như các bạn quan sát, như vậy bên dưới chúng ta đã có một màn hình desktop số 2 đang chứa chương trình nghe nhạc. Đấy. Tiếp theo tôi Move to chương trình Sky vào màn hình desktop 2. Đấy. Như vậy màn hình desktop thứ nhất chỉ còn lại chương trình Word và PowerPoint. Đấy. Thế còn màn hình desktop thứ 2 sẽ chứa chương trình giải trí là chương trình nghe nhạc và Sky. Đấy, như các bạn quan sát thấy. Khi chúng ta nhấn vào nút Text View. Đó, Text View. Đấy. Như vậy thì với cách thức như thế này, chúng ta sẽ rất dễ dàng quản lý các chương trình ứng dụng. Khi mà chúng ta chạy nhiều chương trình ứng dụng thì các bạn có thể chuyển đổi giữa các màn hình desktop này để vào được chương trình ứng dụng mà mình đang muốn xử lý. Đấy, ai đang sử dụng. Thế thì một trong những cái vấn đề rất quan trọng đó là vấn đề là vá lỗ hổng của phần mềm. Các bạn biết rằng là không có một cái phần mềm hay là cái hệ điều hành nào là không có lỗi cả. Đấy, thế bây giờ làm thế nào để chúng ta vá được lỗi? Thì các bạn vào mục Windows Update.
Đấy, trong mục setting chúng ta vào update and security. Sau đó các bạn chọn Windows update và chúng ta nhấn vào check update như trên màn hình. Thế thì Windows 10 sẽ tự động tìm kiếm và tải về những cái bản update. Đấy. Và khi các bạn chọn mục advance thì chúng ta sẽ thể lựa chọn là tự động. Chúng ta nên sử dụng cái tùy chọn là tự động update. Đấy, tự động update để Windows 10 tự động tìm kiếm và tải về các bản update và tự động cài đặt. Đó. Trên Windows 10 cho chúng ta một cái tính năng cài đặt nhanh cũng như là các cái thông báo của hệ thống, thì các bạn nhấn vào cái phần notification ở trong Action Center. Đấy. Ở đây tôi lấy ví dụ như là có một biểu tượng dấu chấm than màu vàng. Đấy, như các bạn quan sát trên màn hình thì đây là một cái cảnh báo của hệ thống. Thế thì tôi bấm vào và hệ thống báo rằng là tôi chưa kết nối Internet. Thế thì bây giờ tôi sẽ nhấn vào biểu tượng mạng, sau đó chọn tới một kết nối Wi-Fi và bấm Connect. Thì sau khi bấm Connect xong, tôi quay trở lại phần Notification, thì chúng ta thấy là biểu tượng màu vàng đã biến mất vì chúng ta đã xử lý xong. Bên cạnh những cái vấn đề về cảnh báo những cái lỗi của hệ thống thì ở đây chúng ta còn rất nhiều các tính năng khác ở trong mục này. Bạn đó là chọn vào Tablet Mode, tức là chế độ toàn màn hình để phù hợp cho những thiết bị mà cầm tay. Đấy. Thì chúng ta dùng chế độ là Tablet Mode, tức là toàn màn hình. Connect, tức là kết nối qua Bluetooth hoặc là tức là các thiết bị mà hiển thị thông qua mạng không dây và Bluetooth. Đấy. Tiếp theo phần Note, tức là để bật chương trình OneNote, Microsoft OneNote để chúng ta ghi lại, ghi nhanh những cái vấn đề. Ví dụ các bạn ở trường học các bạn có thể sử dụng vào cái ứng dụng này để ghi lại cái bài giảng của thầy giáo. Rồi mục setting thì tôi đã nói ở phía trước rồi, đây chính là những các cài đặt của hệ thống. Rồi tiếp theo chúng ta thấy mục VPN là kết nối mạng riêng ảo từ xa đảm bảo tính an toàn. Rồi Bluetooth, rồi tăng giảm độ sáng của màn hình. Đấy. Vân vân, rất nhiều các tính năng khác mà các bạn có thể là tìm thấy ở đây, và chúng ta có thể truy xuất rất nhanh